nay mình sẽ chỉ cho các bạn vẽ kỹ vô quả táo này. Bài trước là mình có vẽ chỉ là vẽ tổng thể rồi, hôm nay mình sẽ chỉ đi vô và mình sẽ đi vô chi tiết nữa ha. Rồi đây là thường màu mình nặn ra, mình mua đây là màu nhật. Màu nhật giá nó cũng cũng rẻ. Còn đây là cái dầu pha cho sơn dầu. Dầu pha này thì không có hôi như mấy cái loại dầu thông khác các bạn ha. Đó, mình thấy rõ nha. Cái màu thì màu nhật bạn mua cái tiếp này khoảng 100 mấy một tiếp, còn cái chai này khoảng 110.000 một chai. Nói là giờ khi ra mua thì mấy bạn cứ nói là dầu pha sơn dầu á, là người ta biết mà không hôi. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cách hướng dẫn vẽ mấy cái nét đơn giản của quả táo. Trước tiên thì mình phải nhìn quả táo mình đi nét chứ. Khi mà thấy xong những cái nét ngoài rồi mình sẽ đi vô trong, đi đơn giản thôi. Đây, như bữa trước mình có nói là mình sẽ đi những cái mảng miếng lớn ha. Đó thì cái màu khi mình pha màu á thì mình cứ pha một, mình chọn một màu chuẩn là mình pha thêm một tí màu khác hỗ trợ thêm vô thôi. Nếu mà mấy bạn pha hai màu đồng nhau thì tùy mỗi cách pha. Thì cái phần phía bên đây mình thấy nó mình sáng ha, màu vàng sáng thì mình cộng sáng lên thôi. Vàng thì mình cộng tí màu đỏ mà nãy mình ấy thì để cho nó an toàn. Thì cái đó mình chỉ lót thôi, rồi sau đó mình sẽ đi từ từ lên. Mình sẽ đặt cái màu trắng ấy, thì mình ấy lên là do cái ánh đèn nó rọi vô quả táo này. Mình cứ ấy màu, tại vì mình chưa quen ấy, thì mình sẽ ấy ít màu từ từ lên. Còn khi mình đã quen rồi thì mình cứ đặt bút thôi. Đây thì đó người ta gọi là bút pháp. Mình còn cái điểm sáng nào mình à.
có thấy một mảng vàng. Và cái độ đây là độ phản quang của cái quả táo thì nó sẽ đẹp hơn, là giờ nó sâu hơn. Giờ mình sẽ lấy cái mảng màu của cái bóng quả táo này. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái cuốn của quả táo. Đó. Đó, các bạn thấy không? Mình cũng có thể vẽ 5-10 phút là xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ kỹ lại bức tranh hôm bữa để cho mấy bạn xem ha. Rồi đây, hôm bữa là mình thấy mình có vẽ quả táo là phần 1 á. Có một số bạn theo dõi, nếu bạn muốn coi cái ấy thì coi từ cái hôm nay rồi hôm bữa sau lại cũng được. Đó, bây giờ mình sẽ cái góc hôm bữa thì mình đặt là vậy nên mình sẽ vẽ vậy ha. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái mảng tối của quả táo. Mình sẽ pha thêm mấy màu đỏ, đỏ kem vô. Mình đi ra phần quả táo này, nó ở ngoài xương dầu nó có bán một số cái màu nguyên đó, thì nó cũng khá đẹp. Mình chỉ cần pha ít thôi, ít màu khác vô thôi là nó cũng đẹp rồi. Tại thí dụ như mình chọn cái tông màu đỏ thì mình sẽ có kem và đỏ đậm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phản quang sáng ở cái viền này. Tại vì khi ánh sáng mà nó đổ lên thì sẽ nó ảnh vào cái quả táo xuống. Mình sẽ cộng thêm cái màu cam sáng nữa. Đặt vô. Rồi mình chọn cái màu trắng nè, mình đặt vô cái chỗ sáng nha. Cái phần này mình sẽ vẽ là cái cuốn này. Cái phần này tối này.
vô cái đèn rọi vô thì mình sẽ thấy một cái số mở. Tại sao sơn dầu người ta dễ dày ra thì mấy bạn phải biết là khi mà mình càng dễ dày ra thì cái chất sơn nó càng trong à. Có nhiều cái phương pháp dễ là dễ ướt trên ướt và khô trên ướt. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái bóng. Bây giờ mình sẽ vẽ lại cái nền ha. Tại nhiều bạn trước chưa có quan sát kỹ. Nếu mà màu cái cọ khô quá thì bạn cứ pha cái dầu pha. Cái màu sáng này mình muốn một cái màu nền khác thì mình pha trắng với hồng, trắng tí đỏ là hồng, nhưng mà đa phần mình vẽ nhiều màu sắc thì cái bức tranh nó sẽ vui mắt hơn. Cứ mỗi chỗ mình pha một tí màu vô, một tí màu khác vô. Thường mấy bài đầu mình sẽ dạy vẽ quả táo, nhưng mà mấy bài sau mình sẽ vẽ phong cảnh cho mấy bạn coi, hoặc là những cái tĩnh vật khác. Tức là cái mấy bạn chưa quen vẽ phong cảnh sợ giờ nhìn chưa quen.
bạn nếu mà trong tranh này mà mấy bạn hỏi về vấn đề gì thì mình sẽ trả lời trong cái bình luận ở dưới. Mấy bạn nhớ subscribe mình, ủng hộ chương trình mình. Xương dầu nó khác, cái chất liệu khác là nó có cái chất thịt á, khi mà mình ấy nó dày màu với lại nó có độ bền thời gian hơn. Các bạn mua như màu nhật này thì nó bền thời gian lâu hơn. Rồi chào các bạn, hôm nay là mình đã được làm hai thứ ha. Mình vẽ thử ấy cái bước đơn giản lên một quả táo, sau đó mình vẽ đưa quả táo vào một bức tranh.